Xin chào các bạn, nhắc đến Úc thì phải nhắc đến Victoria, một trong những điểm đến học tập hàng đầu thế giới và mang lại nhiều sự lựa chọn chương trình học cho các bạn. Học sinh tại bang Victoria được hưởng nền giáo dục đẳng cấp và chất lượng tốt. Ngoài ra, Victoria còn có nhiều học viện, đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới với chi phí sinh hoạt không quá đắt đỏ. Và thời gian qua, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đã nhận được nhiều email của các bạn gửi về. Hôm nay thì Trang và các bạn cùng trò chuyện với chị Quế Hương, chuyên viên tư vấn du học của công ty, để tìm hiểu nhiều hơn về bang Victoria các bạn nhé. Xin chào chị Hương. Chào Trang và chào các bạn. Có thời gian qua thì các bạn đã gửi rất là nhiều email về cho chương trình, nhờ các bạn, nhờ chị giải đáp cho các bạn. Thì hôm nay em xin lần lượt đọc thư của các bạn, thì chị sẽ giải đáp cho các bạn rõ hơn chị nhé. Trước tiên là em xin đọc thư của bạn Ngọc, bạn đến từ Tiền Giang. Xin chào anh chị ở Tân Đại Dương, em là Hoài Ngọc, 17 tuổi và hiện em đang học tại Trung học Phổ thông Đốc Kinh Kiều, Tiền Giang. Em dự định là hoàn thành xong lớp 12, em sẽ sang Úc du học. Và em dự định là em sẽ học ở bang Victoria. Vậy anh chị có thể giới thiệu cho em biết rõ hơn về bang, thời tiết và khí hậu quanh năm ở đây như thế nào không ạ? Quả là bạn Ngọc cũng là một, có một cái sự lựa chọn rất là khôn ngoan, bởi vì bang Victoria là một cái bang rất là lớn và nhiều du học sinh đang học, bởi bang này là một bang rất là chất lượng về nền giáo dục cũng như là rất nhiều phong cảnh đẹp. Thì nhìn chung thì bang Victoria nằm ở đông nam nước Úc và là bang có diện tích nhỏ nhất nhưng là một trong những cái bang đông dân nhất. Bang còn là bức tranh thu nhỏ phản ánh lịch sử văn hóa của nước Úc một cách rất đậm nét. Thì Victoria sở hữu nền kinh tế lớn thứ hai của Úc với các ngành thế mạnh như tài chính này, bảo hiểm, rồi bất động sản. Nơi đây còn được xem là thủ đô học tập của nước Úc. Với hệ thống giáo dục được công nhận trên toàn thế giới, cho nên là Victoria được sinh viên quốc tế ưa chuộng chọn làm điểm đến du học rất nhiều. Nhắc đến Victoria thì phải kể đến là thành phố Melbourne. Đây là một thành phố thủ phủ và là một thành phố lớn nhất của bang Victoria. Đây cũng là một thành phố lớn thứ hai của Úc sau Sydney. Melbourne nằm ở góc đông nam lục địa châu Úc. Một điểm mạnh của thành phố Melbourne đó chính là đây là một thành phố được bầu chọn 2 lần là thành phố dễ sống nhất thế giới, dựa vào các tiêu chí như thời tiết này, văn hóa, chi phí sinh hoạt, rồi điều kiện xã hội. Về giáo dục thì Melbourne có số lượng sinh viên quốc tế theo học thuộc loại đông nhất thế giới sau London này, New York và Paris. Thời tiết ở bang Victoria được đánh dấu bởi những vùng khí hậu khác nhau, từ khu vực nóng khô của miền Tây Bắc cho đến khu vực núi tuyết ở miền Đông Bắc. Trung bình lượng mưa hàng năm một phần diện tích từ dưới 250mm cho đến 1800mm ở những khu vực núi cao. Melbourne ở Victoria nổi tiếng với bởi cái sự thay đổi thời tiết. Nhưng cũng như quy luật thông thường thì thành phố có khí hậu ấm áp và nóng vào mùa hè, và vào mùa xuân thì rất dịu mát, và vào mùa thu cũng như vậy, lạnh vào mùa đông, nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C vào mùa hè và 14 độ C vào mùa đông. Lượng mưa cao nhất tập trung vào tháng 5 và tháng 10 đó. Xem ra thì thời tiết ở Melbourne cũng rất là ôn hòa dễ chịu đúng không chị? Đó là lý do mà vì sao rất nhiều du học sinh chọn học tại đây, bởi vì khí hậu rất là tốt, rất là ôn hòa và không có quá thất nghiệp. Hồi nãy thì chị Hương có nhắc về chi phí sinh hoạt cũng không quá đắt đỏ đó, thì chị Hương có thể nêu cho các bạn biết là chi phí tiêu chuẩn của sinh hoạt hàng năm bên đó là khoảng bao nhiêu không chị? Theo như mức chi phí sinh hoạt hàng năm của du học sinh khi theo học tại bang Victoria, thành phố Melbourne nói riêng cũng như là nước Úc nói chung thì ở mức là khoảng độ 20.000 đô la Úc một năm. Thì mức chi phí sinh hoạt này có thể tăng hay giảm là còn tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn nhé. Đúng rồi. Em xin cảm ơn lời chia sẻ về bang Victoria của chị Hương. Và tiếp theo thì Trang xin đọc thư của chú Thanh Hoàng. Tôi có con trai đang học năm nhất trường Đại học Tôn Đức Thắng ngành kinh doanh. Thì con trai tôi đang muốn đi du học Úc ngay từ bây giờ, và điều tôi băn khoăn là không biết chi phí sinh hoạt có cao hay không để gia đình tôi cân nhắc và lo liệu trước. Câu hỏi của chú Hoàng cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều các bậc phụ huynh hiện nay đang thắc mắc. Thì Melbourne là một thành phố với giá cả hợp lý, cung cấp chất lượng tốt về chỗ ở, giá cả phải chăng đấy chú Hoàng? Thì theo tiêu chuẩn của làn sóng quen Úc thì một du học sinh sẽ cần chi trả cho mức sinh hoạt là 19.830 đô Úc mỗi năm. Để trang trải cái chi phí sinh hoạt này thì cái chi phí bao gồm là chỗ ở, thực phẩm, giao thông, giải trí, quần áo, sách vở, vân vân. Cụ thể hơn nữa đó là
ký túc xá và ở dạng theo dạng nhà khách á, thì mức là khoảng 90 đến 150 đô la Úc trên một tuần. Yeah. Còn nếu mà ở thuê nhà ở chung ở phòng share thì khoảng ở mức là 85 đến 215 đô la Úc một tuần. Còn nếu mà ở trong khuôn viên của trường hay còn gọi là ở ký túc xá, yeah, thì mức phí từ 90 đến 280 đô Úc một tuần. Còn nếu mà các bạn ở gia đình nhà người dân bản xứ hay còn gọi là ở homestay, yeah, thì mức chi phí từ 235 đến 325 đô một tuần. Còn nếu mà thuê nhà giống như thuê nhà nguyên căn thì mức là 165 đến 440 đô một tuần. Thì cái thuê nhà này thì các bạn phải share với nhiều người thì mới được cái giá rẻ như vậy. Thông thường thì sinh viên có thể ở share với khoảng bao nhiêu người là được chị Hương nhỉ? Thì tùy thuộc vào cái diện tích của mỗi phòng. Vậy chị Hương có thể nêu thêm một số ít lại mà khi mà sinh viên ở nhà người bản xứ không chị? Ở nhà người dân bản xứ thì có rất là nhiều điểm lợi. Yeah. Thứ nhất là bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn. Yeah. Bởi vì khi ở nhà homestay thì nó sẽ có một cái khung giờ đặc biệt rõ ràng là bạn phải đi học như thế nào rồi về cũng như thế nào. Không yeah. có được là đi chơi xa hoặc là không có được về trễ khi mà đi chơi buổi tối. Rồi hơn thế nữa, nếu mà bạn ở homestay thì các bạn có thể là được hòa nhập vào cái môi trường văn hóa của người dân bản xứ, thì các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái phong cách sống của họ, rồi các bạn có thể là được luyện tập nói tiếng Anh hàng ngày với họ cũng thông qua việc là giao tiếp hàng ngày, rồi các bạn có thể là được ăn các bữa ăn cùng với họ, cho nên là bạn sẽ cảm thấy có một cái không khí gia đình thì bạn sẽ cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn. Rồi cũng có những cái tiện ích là bạn sẽ có một cái phòng riêng nữa, thì sẽ có được trang bị ví dụ như là máy lạnh, máy giặt hoặc là wifi, điện nước, tất cả đều được chu cấp hết trong cái gói ở homestay. Cho nên là những bạn nào mà lần đầu tiên xa nhà thì nên ở theo cái dạng này thì rất tiện. Thật quá tốt đúng không các bạn? Thì Trang nghĩ là nếu mà các bạn đã có cơ hội đi du học rồi thì mình thử trải nghiệm với homestay một lần các bạn nhé. Rồi, chị Hương có thể nêu về chi phí sinh hoạt nếu mà ví dụ như các bạn sử dụng ga, điện hay là chi phí mà sử dụng hàng ngày á chị? Nếu mà các bạn sử dụng những cái dịch vụ hàng ngày như là mua đồ, mua quần áo, rồi ga, điện thoại, internet vân vân á, thì cụ thể nó là ví dụ mua hàng ở tạp hóa hoặc là ăn ở ngoài thì mức là từ 80 đến 280 đô một tuần. Còn tiền ga, tiền điện từ 35 đến 140 đô một tuần. Tiền điện thoại, internet là từ 20 đến 55 đô một tuần. Còn về các phương tiện công cộng ví dụ xe buýt, xe tàu điện ngầm đó thì khoảng ở mức 15 đến 55 đô một tuần. Còn nếu giải trí ví dụ như là xem phim hay là đi cà phê hoặc là đi đến những khu giải trí ở quanh cái khu vực mà bạn đang sinh sống á, thì mức là từ 80 đến 150 đô một tuần. Mức chi phí đó thì cũng vừa phải đúng không chị Hương? Cảm ơn chị Hương đã giải đáp thắc mắc của chú Hoàng. Và tiếp theo thì Trang xin đọc câu hỏi của bạn Thùy Dương. Chào Tân Đại Dương, em là Thùy Dương, 19 tuổi và hiện em đang là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang muốn đi du học Úc và nhiều bạn đã khuyên em là nên chọn bang Victoria. Vậy chị có thể cho em biết về bang Victoria có những điểm nào nổi trội không ạ? Thì thực ra bang Victoria có rất nhiều điểm lợi. Thì nếu mà chị Quế Hương hôm nay chia sẻ với bạn thì đó là những cái điểm chính. Còn những cái điểm khác thì bạn có thể là lên mạng trên trang web của bên các cái diễn đàn du học sinh hoặc là lên trang web chính của Úc thì sẽ có thấy nhiều điểm lợi hơn nữa, sẽ cụ thể hơn. Khi học tại bang Victoria thì có các trường công lập, thì trường này thì được thụ hưởng bởi nền giáo dục vô cùng danh tiếng, có rất nhiều sinh viên quốc tế học lên các bậc học cao hơn. Hầu hết các học sinh chọn học ở bang Victoria đều học lên tiếp tục. Không gì đáng ngạc nhiên khi có khoảng 135.000 học sinh trên khắp thế giới chọn bang Victoria là nơi để đi du học Úc mỗi năm. Cho nên là đây là một cái điểm lợi đầu tiên là các bạn và các bạn mà vừa mới hỏi có thể là trao đổi văn hóa với nhiều sinh viên quốc tế trên cả thế giới. Rồi bằng tú tài ở Victoria hay còn gọi là VCE là tấm vé quốc tế mang đến cho học sinh nền tảng vững chắc để học lên bậc học cao hơn. Cái bằng VCE này được các tổ chức quốc tế công nhận và mở ra cho học sinh cánh cửa vào thẳng các trường đại học quốc tế danh tiếng. Học sinh nếu mà học ở bang Victoria thì có được sự lựa chọn phong phú với hơn 100 trường trung học tại nhiều địa điểm thuận lợi. Các chương trình học đặc biệt có cơ hội được tận hưởng nền giáo dục tuyệt vời được dành cho du học sinh, cùng với sự đảm bảo rằng là các trường đều đáp ứng được những tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt. Trong một thế giới ngày càng phức tạp hiện nay thì việc tìm được trường học có uy tín là hết sức quan trọng. Ở bang Victoria thì như chị Quế Hương có nói ở trên là có thành phố Melbourne, thì đây là một thành phố rất là đa văn hóa và được gọi là đa văn hóa nhất nước Úc luôn, với một cái lịch sử lâu đời gắn liền với nhiều dân tộc và nhiều quốc gia.
tất cả các trường học đều đánh giá cao và tôn trọng từng cá nhân và sự đa dạng văn hóa. Học sinh được gắn kết với quê nhà qua các hoạt động giao lưu văn hóa ở trong và ở ngoài trường nữa, cho nên là nếu mà bạn nào đang đi có ý định du học và chọn bang Victoria hoặc là cụ thể hơn là chọn thành phố Melbourne thì hoàn toàn yên tâm. Yeah. Em cảm ơn câu trả lời của chị Hương. Thì tiếp theo thì em xin đọc thư của bạn Quỳnh Nga. Bạn Quỳnh Nga này thì cũng đang học lớp 12 luôn. Thư của bạn Quỳnh Nga như sau: chào chị, em là Quỳnh Nga, hiện đang học lớp 12 và em là dự định hoàn thành xong lớp 12 thì em sẽ đi du học. Em được biết là Victoria có trường thuộc diện ưu tiên, vậy chị có thể cho em biết được ưu điểm của trường ưu tiên là như thế nào không ạ? Chào bạn Nga, thì để trả lời câu hỏi này thì chị Quế Hương trước tiên giải thích về cái đặc điểm của trường ưu tiên, những cái lợi thế, thì chị Quế Hương muốn nói cho bạn biết về cái chính sách xét duyệt visa ưu tiên, về là gọi tắt là SSVF. Yeah. Và dưới dạng visa này, Úc có rất là nhiều trường trong danh sách ưu tiên, có nghĩa là sinh viên khi đăng ký học tại trường này sẽ không cần chứng minh tài chính và IELTS với lãnh sự quán. Yeah. Điều này tạo điều kiện rất nhiều cho sinh viên. Riêng Úc thì có những trường ưu tiên điển hình như là IMIT, Deakin University hoặc William English, Nova Institute of Technology, Monash University, Torrance University và vân vân còn nhiều trường nữa. Thì cái điểm lợi chính thì như thì chị Quế Hương muốn nhấn mạnh là không IELTS, không cần chứng minh tài chính, thời gian xét duyệt thì nó sẽ nhanh hơn. Dạ, như vậy thì dễ dàng hơn cho các bạn có một cái cơ hội mới để cho các bạn khi mà muốn đi học Úc, đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Cảm ơn câu trả lời của chị Hương đã giải thích về ưu điểm của chương trình SSVF ở bang Victoria. Tiếp theo thì em xin đọc thư của bạn Bảo Châu. Bạn là sinh viên của trường Hufflick. Chào Tân Đại Dương, em là Bảo Châu, sinh viên năm nhất trường đại học Hufflick ngành kinh doanh. Em có bạn đang du học ở Úc, bang Victoria. Bạn ấy có giới thiệu về trường và muốn là em cũng sang Úc du học luôn. Bạn ấy cũng có nhắc đến visa làm việc sau khi tốt nghiệp. Vậy visa này là như thế nào thưa chị? Hầu như là bạn nào đi du học cũng muốn là học xong làm việc ở đó hoặc định cư. Yeah, đúng và đặc biệt nếu mà bạn muốn làm việc thì bạn phải xin một cái loại visa là visa 485. Thì visa 485 là visa dành cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Yeah. 2 năm trở lên. Visa này kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm tùy thuộc vào trường hợp của bạn. Và đây là một cách tốt để mà gia hạn thời gian ở lại Úc của bạn, để mà tăng thêm cái khả năng đáp ứng đủ điều kiện cho visa thường trú hoặc visa làm việc có tay nghề cao. Thì visa 485 có hai dạng. Thứ nhất là Graduate Work Stream, dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các ngành nghề thuộc danh sách tay nghề SRL. Visa này được cấp thời hạn là 18 tháng kể từ ngày cấp. Yeah. Thứ hai là Post Study Work Stream, thì dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ và không phân biệt chuyên ngành. Yeah. Loại visa này được áp dụng cho sinh viên đã được cấp visa du học kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2011. Thời hạn của visa làm việc này lên đến 4 năm kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào bằng cấp của đương đơn. Và điểm khác nhau giữa hai loại visa này đó chính là đối với loại visa Graduate Work Stream thì các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại visa việc làm tốt nghiệp nhiều hơn. Ví dụ như là có thể là nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại nè, cao đẳng nâng cao hoặc là bằng sau đại học. Yeah. Lưu ý rằng là các ngành tại Úc phải liên quan đến công việc được đề cử dành cho visa việc làm tốt nghiệp và đương đơn phải vượt qua các đánh giá tay nghề chính dành cho cái công việc mà bạn muốn apply. Tức là những cái ngành nghề đó đều phải nằm trong cái danh sách SOL đúng không chị Hương? Và khi mà các bạn học thì các bạn cũng phải liên quan đến cái loại visa, cái loại công việc mà bạn đang muốn apply nữa. Rồi còn đối với loại visa là Post Study Work Stream thì chỉ có khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới có thể sử dụng, với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Nghĩa là các bằng cao đẳng hoặc là thương mại hoặc cao đẳng nâng cao, chứng chỉ nghề vân vân thì không thể nào dùng cho loại visa này được. Chị Hương có thể giới thiệu cho các bạn biết một vài ngành nghề nằm trong SOL hiện nay không chị? Như hồi nãy chị Hương có nói là cái danh sách SOL thì danh sách này là danh sách các ngành nghề mà đang được ưu tiên tại Úc khi mà các bạn học xong và có cơ hội được ở lại làm việc hoặc định cư. Thì những ngành nghề nằm trong danh sách SOL này rất nhiều, được chia làm nhiều mảng và mỗi mảng được phân thành những cái chuyên ngành khác nhau. Cụ thể như là ngành quản lý xây dựng này, rồi ngành quản lý kỹ thuật là Engineering Management, quản lý sản xuất là Production Management, rồi quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em, quản lý y tế và phúc lợi, kế toán, kiểm toán, giáo viên mầm non này,
giáo viên trung học cơ sở, hoặc là luật sư đó, hoặc là những cái ngành nghề liên quan đến y tế như là ngành nursing, rồi bác sĩ đa khoa, bác sĩ sản khoa, rồi bác sĩ tâm lý, vân vân. Còn rất là nhiều các ngành nghề nằm trong danh sách SOL. Thì nếu mà bạn nào mà không biết mình đam mê về cái ngành nào cũng như là cái ngành đó có được nằm trong danh sách SOL hay không thì cứ trực tiếp vào thẳng cái website của công ty Tân Đại Dương để biết rõ hơn về danh sách này, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp đến văn phòng công ty để chị Hương sẽ tư vấn kỹ hơn cho bạn. Cảm ơn các câu hỏi của các bạn sinh viên, các phụ huynh và lời chia sẻ của chị Hương ngày hôm nay. Và mọi thắc mắc về du học Úc, bang Victoria cũng như những băn khoăn nào về hồ sơ, thủ tục, câu hỏi phỏng vấn khi xin visa du học Úc, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường quốc tế Úc tại Việt Nam để được tư vấn viên hỗ trợ hết mình các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ với công ty qua các địa chỉ sau. Thứ nhất, chi nhánh quận nhất tại mặt tiền 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Số điện thoại 0838484879. Chi nhánh thứ hai ở quận 5 tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 0838382080. Và thứ ba, chi nhánh tại Nha Trang ở địa chỉ số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0583514036. Và các bạn lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ở Hà Nội các bạn nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com hoặc duhocuc.info. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.